Chào mừng các bạn đến với kênh Roco trải nghiệm. Cuối tuần này thì Roco có một đợt đi tập huấn cùng với hội đồng đội quận 5 tại Cần Giờ. Và hiện tại đó, mọi người thấy không, bạn Roco đang hỗ trợ cho các thầy cô phát tài liệu với lại phát phần ánh sáng cho các bạn. Lần này thì cũng không thể nào quay được hành trình mà Roco tham gia hội trợ tại Cần Giờ được. Nhưng mà có lẽ sẽ có một bất ngờ phía sau. Mọi người chờ xem nhé. Nguyên cái đoạn bè, đặc biệt là những bộ tơ.